con lúc đấy là đang bé xíu xíu à, hay là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà ăn uống dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Chú Kim cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong. Vậy là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em cho em đỡ sa ngã. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vòng Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Khu Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Ở quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em là làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Hay là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đó. Xí ngầu như đó, từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu hoặc là em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình này cũng giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ủa rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Quê quê gọi bằng thím. Gọi bằng bà bằng thím. Dạ. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nhà thế con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này. Bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, mình thấy rất là ấn tượng. Lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình đi chơi qua chơi lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu hết, thích ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ treo vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm. Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà
ăn uống, dọn dẹp trong nhà, gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ, đến bữa cơm nên mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn mời ông ăn thật. Mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sau này học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông Phán. Dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu, không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm vậy. Đúng rồi. Đúng rồi, chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới, bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng mới về. Không quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái, sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Dạ. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ mới bảo. Dạ vâng, đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc là hơn một tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ, ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng, con chơi. Lúc ấy bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ, con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi. Bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố không may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á, báo tin rằng là có bầu, thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đúng. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là cố rồi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong rồi. Gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em, cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết. Con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần là có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội mình. Mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đó em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm, gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ, mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ à, phải tiêm thuốc giữ thai. Anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm.
hai đứa giấu, sợ ông bà lo. Con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành việc học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và sợ Hà Nội vậy á. Nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp rồi thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tụi nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà con mặc vào tường đi ngủ. Con khóc bố đeo tai phone con vào tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới nghĩ á, chạy bắn sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á. Nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dữ nha. Không kỳ cỏ. Tắm dữ nha. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắt một cái, trong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại. Đó thường thường con chửi. Con chửi như nào? Con chửi như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè, cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đích tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không là khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tử thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ của anh thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một á, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc và lại trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có chịu một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt, coi như là dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng, mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già với Brahma. Ồ vậy hả? Cô dính không? Dễ dễ. Coi như là xong cái buổi tối đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Đưa 6.000 mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6.000 không lẽ nó rẻ gì hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lũng luôn. Dạ. Thầy và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi một câu chuyện tình yêu hôn nhân của cặp vợ chồng số 2. Rồi xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Bích Đông Nghi, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm neo ạ. Đông Nghi ở quận mấy? Dạ quận 9 ạ. Rồi mời em. Dạ em là Đinh Quyết Chí, năm nay em 26 tuổi và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm âm thanh tiền kỳ và hậu kỳ. Có làm sao chắc không? Dạ làm sao man. À
nhưng mà là em đã từng làm những cái sản phẩm phim ảnh gì rồi? À, YouTube rồi điện ảnh. Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già với Brahma. Ồ, vậy hả? Như vậy là chắc có lẽ là các bạn gặp nhau trong một cái môi trường nó có liên quan tới nghệ thuật. Dạ không ạ. Hai đứa quen nhau sao nè? Ngày xưa em có chơi với lại chị họ của anh Chí, rồi chị họ dắt qua nhà thì em gặp được ảnh. Ấn tượng đầu tiên của em về Chí là như thế nào? Không có ấn tượng gì hết ha, không có ấn tượng gì hết ha. Tại vì lúc đó ảnh đang có người yêu. Có nghĩa là gặp người yêu ảnh ở trong nhà luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Vô cảm luôn. Ôi, Chí chắc chắn gặp bé này cũng không có gì ấn tượng luôn đúng không? Vô cảm luôn. Dạ. Tại vì có bộ rồi. Có lúc qua nhau mà không có để ý gì hết. Coi như mình đi qua mặt nhau chút xíu thôi. Nhưng mà thấy cô bé này cái nhan sắc cổ làm sao? Có nhớ không? Dạ cũng không nhớ. Cái lúc mà em cua thì em cũng bị lộn người luôn á. Tao kể cho nghe coi làm sao. Lúc đó thì em với bạn gái em hồi còn đi học lớp 9 đó, nó còn nhỏ quá. Cái nó chia tay. Rồi bà chị mới hỏi chị có con bé bạn. Bây giờ đến với nhau đi. Em cũng chưa biết nữa. Xong cái em mới nhắn tin đó là cho anh làm quen. Chờ hoài mà không thấy trả lời. Tối bữa đó bé nó mới qua nhà chơi. Cái hai chị em trong phòng nói chuyện với nhau, em ngồi ở ngoài em nghe. Hồi trưa nay có thằng chó nào nó khùng khùng, nó nhắn tin cho nghe vậy nè. Em giận quá cái em xách xe em đi chơi net. Ôi em sao em không biết ông này đúng không? Dạ đúng rồi, không biết. Mà nhắn sao mà em quạo dữ vậy? Cho anh làm quen nha, mà em chưa trả lời nữa thì ảnh nhắn thêm tin. Nếu không được thì thôi khỏi trả lời. Cái em mới nói là tự nhiên người gì đâu mà kỳ cục, chưa trả lời anh đi nói vậy. Cái em mới qua em kể cho chị ảnh nghe. Xong cái mới xem số điện thoại, cái mới nói là đây là chồng của em á. Mới... là nợ của Chí. Em có thấy là em bị hớ không? Dạ có thấy hớ. Xong cái em mới thấy có lỗi á, kiểu mình chửi anh đó là chó vậy á. Cái em mới nhắn tin gọi điện mà không bất mắn. Chảnh. Ở Chí có nhận được tin không? Dạ có. Lúc đó thì hơi sốc quá cho nên là cũng không muốn trả lời cho lắm. Nhưng mà lúc đó chưa có bồ mà trả lời luôn. À lúc đó đã chia tay bạn gái cũ rồi. Dạ, đúng, dạ, đúng rồi. Sao trả lời sao nè? Bé xin lỗi quá trời. Thì lỡ rồi. Mà mình dưỡng chưa biết mặt luôn nha. Nhưng mà bữa sau mình gặp rồi mình mới biết mặt hết, chết rồi, lộn rồi. Nhưng mà lỡ rồi thôi theo luôn. Ủa lộn là sao? Có nghĩa là bạn của chị em qua chơi rất là nhiều. Là em cứ tưởng là mấy cái bạn kia. Dạ đúng chứ rồi. Chứ nghĩ là bạn này. Dạ. Đúng không? Cuối cùng lòi ra là bả. Rồi sau đó là ai là chủ động coi như là hẹn hò đi chơi với nhau? Là ảnh á. Em cua là em muốn có bồ thật hay là em muốn kiểu mà giống như là trẻ trâu, muốn có bạn gái chơi cho vui thôi? Dạ thì lúc đó còn nhỏ quá. Bé này lớp 9 nhưng mà Chí là lớp 10 đúng không? Dạ. Cua dính không? Dễ. Cứ như là xong cái buổi tối bữa đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà hai gia đình đồng lòng không? Gia đình cũng không có thích quen nhỏ quá. Cho nên là cũng đưa bạn này từ thành phố Hồ Chí Minh về tuốt với Củ Chi ạ. Gặp nhau khó lắm. Tuần gặp lần hay là hai tuần mới gặp lần. Tức là hốt bé này về tuốt với Củ Chi luôn. Không muốn là cho hai đứa gặp nhau đó đúng không? Dạ. Nhưng mà em nhớ có một lần hơi bị liều lĩnh. Bé này xin ba mẹ là qua nhà bạn chơi ở dưới để đi sinh nhật. Xong rồi bữa đó là tối 11, 12 giờ nhà bé nó đóng cửa rồi. Xong cái giờ không biết phải ra làm như thế nào hết. Cái leo ra ban công, cái em dựng chống đứng xe lên, đứng lên xe rồi bé từ trên ban công thò giò xong đứng trên cái tay xong rồi bước xuống từ từ rồi đi chơi luôn. Trời ơi. Nó quen nhau mà giống như Spider-Man vậy chị. Romeo Juliet mà thời nay. Thương quá, rồi bữa đó có bị trật khớp tay không? Hên quá, bữa đó đứa nào cũng như con nhái cho nó nhẹ hòm. Rồi lúc mà đi về còn sao leo lên được? Không, đi Sài Gòn đi xuyên suốt luôn, đi hết xăng luôn xong rồi tới sáng rồi nhà của bạn của bé này dậy thì mới đi vô nhà thôi. Nhưng mà vô nhà có ba mẹ có biết không? Dạ không. Ai mở cửa? Dạ người nhà mở sẵn rồi, cái em lén vô. Trời ơi, chắc chạy nhanh lắm. Bữa nay ông bà ba mẹ mới biết nè. Lúc đó Nghi có sợ không Nghi? Cũng không, tại vì anh này là quen với dòng họ của chị nữa nên là mình cũng yên tâm. Nhưng mà hai đứa nè, đi về đói bụng đó, tiền đâu ăn nè, khát nước rồi tiền đâu mà uống nè. Nhịn hết đó chị, nhịn hết đó chị. À nhưng mà lúc đó là nắm tay nắm chân chưa? Dạ rồi. Nắm tay thôi. Rồi ổng có tỏ tình, ổng nói những cái lời nó ngọt ngào không? Dạ không đâu. Vậy sao chấp nhận, sao chịu ổng? Thì cô không biết nữa. Rồi sao rồi cứ xuyên suốt vậy luôn, có trục trặc, có chia tay chia chân lần nào không? Dạ chia tay nhiều lắm, dài nhất chắc một năm. Lý do? Có liên quan tới bạn gái cũ. Kiểu đi học cái đi chung với bạn gái cũ, cái em thấy rồi em chia tay thôi. Tại đó kiểu cũng con nít mà. Dạ. Ủa sao lại đi chung với bạn gái cũ? Em ít bạn lắm, chỉ có một 10 bạn thôi. Mà bạn nó cũng chỉ có mình bạn là em thôi.
Nhưng mà bạn đó là bạn gái cũ. Dạ đúng rồi. Mà em cũng ít người mà cũng lạ lùng ha. Có mỗi một người bạn gái mới với một người bạn gái cũ. Trời ơi. Ủa nhưng mà điều gì khiến cho các bạn quay trở lại? Vẫn còn tình cảm á anh. Ai là người chủ động? Chồng em. Bữa đó là cũng nghỉ học rồi đi làm rồi. Bữa đó mới về lại Sài Gòn chơi. Xong cái bạn mới kêu, tôi nhớ hồi đó có quen con bé gì mà bây giờ kêu ra đi, cái bạn mới nhắn tin kêu về, mà bé này đang đi sinh nhật mà nó bỏ sinh nhật nó đi về luôn, mới thấy nó còn tình cảm mình, cái mình tiếp tục luôn là tới bây giờ luôn. Có thời gian nào hai đứa phải yêu xa không? Dạ lúc nào cũng yêu xa. Sao vậy? Là một bữa củ chiên nữa ở Sài Gòn. Dạ rồi em lại đi nghỉ vụ nữa. À đi nghỉ vụ là yêu xa chắc chắn rồi đó. 2 năm nghỉ vụ đúng không? Ở trong quân đội đó thì là cô ấy có đến thăm không? Dạ có, đều đặn thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà lúc đó em mới sợ là bé này ở ngoài có người khác cua không? Đó. Dạ cũng có, nhưng mà em vẫn không có quen, cũng không nói chuyện luôn. Rồi đi 2 năm ra quân và bắt đầu là cưới liền hả? Dạ không, ra quân thì như là 3 năm sau mới cưới. Là hai đứa vẫn còn cưới quá sớm. Tại vì là mới có mấy tuổi, 24 tuổi. Dạ không, mới cưới năm ngoái hả? Ồ vậy dạ. Cũng à, vẫn sớm, mới 23 thôi. Sớm quá. Sao cưới sớm vậy? Bác sĩ bao cưới. Sao mà để cho có sự cố xảy ra vậy chứ? Thì chồng em á là hai đứa trước hôn nhân là có làm chiến đấu. Xong rồi chồng em mới đi ra hiệu thuốc mua. Em đi vòng vòng mấy cái hiệu bán đặc trưng của cái đó thì em dạo hoài không dám vô. Thôi vô tiệm thuốc mà em cũng dạo từ 7 giờ tới 8 giờ mấy mới vô á. Em nói bán cho em cái bao. Cái chị nói lấy lại thường hay là lại tốt, nói lấy cho em cái tốt nhất đi. Cái chị mới đưa em 3 cái, em hỏi bao nhiêu tiền? 6 ngàn. Cái em mới đưa 6 ngàn mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6 ngàn, không lẽ nó rẻ vậy hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lũng luôn. Dạ. Lại tốt gì mà lũng kỳ vậy? Tại 3 cái 6 ngàn. Cái ngày nữa ổng quân đội nữa, coi như trong kia ổng tập bắn dữ lắm. Mà tối đó xài hết 3 cái không? Dạ không sao, không có chuyên nghiệp. Em còn quá trẻ và khi em biết tin là em có bầu thì lúc đó cái cảm giác của em nó như thế nào? Kiểu cũng hoang mang lắm, tại vì em còn chưa có sự nghiệp gì mấy. Với gia đình thì sao? Gia đình thì lúc đó chưa có nói, hai đứa vẫn im lặng thôi. Rồi bao lâu mới báo cho gia đình biết? Như là 1 tuần sau á mới kêu gia đình hai bên ăn cơm với nhau thôi. Dạ xong thì lúc đang ăn cơm cái ảnh nói ra thì cả nhà hết ăn luôn. Em mới nói giờ bố có cháu nội giờ tính sao, ba giỡn hoài mình còn nhỏ xíu xíu nít nôi đẻ đúng gì đây. Cái mới kêu giờ có rồi phải cưới gấp thôi. Khi mọi người đứng hình luôn. Bỏ đùa. Dạ. Rồi xong cuối cùng sao, nhưng mà thì mọi người giải quyết như thế nào? Hai đứa nó tự lập hết rồi, cho nên là chuyện mà cha mẹ phải nhúng tay vô nó cũng không có phải là vấn đề mà nghiêm trọng quá. Rồi tự đi học đạo, rồi tự xin ký, rồi đăng ký kết hôn, rồi tự làm hết. Con được mấy tháng rồi con? Dạ 19 tháng. Trai gái. Dạ anh trai. Tới phần kia đi, đại hội vạch mặt á. Đồng chí Quyết Chí có nhiều tật xấu không? Có, cũng nhiều lắm chị. Làm biến. Rồi bày hày nữa chứ. Hay nhắn tin với gái. Là trời. Mà có bị bắt gặp những cái tin nhắn mùi mẫn gì không? Dạ có một lần. Lúc đó là em giận quá thì em đòi bỏ nhà đi. Lúc đó là em bé mấy tháng? Đó là em đang có em bé. Chưa có sanh bé ra, bầu 7 tháng. Nghi á, phát hiện cái tin nhắn là cái chi tiết tin nhắn là cái gì? Thì lần đó ảnh đi với đối tác á, cái xong cái em ở nhà em lo sao thấy chưa về nữa. Cái em mới nhập vô Zalo của ảnh, em nhập bát vô thì vô tình là vô được. Thì em mới thấy tin nhắn là em nè, thì lúc đó em mới ghen lên. Nhưng mà em không biết là nói gì trong tin nhắn đó thôi, chỉ thấy là cái tên là em nè thôi. Xong rồi em mới gọi ảnh quá trời luôn. Ê, ảnh không bắt máy. Rồi cái em mới đùng em đòi bỏ nhà đi. Rồi anh giải thích làm sao? Đồng chí đi đâu? Đi với đối tác đó, cho nên là không có tránh khỏi mấy cái vấn đề đó. À đối tác là em nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn hay nhắn tin cho gái không? Chỉ là nhắn tin cho gái chơi game thôi. Rồi. Chấp nhận luôn hả? Xong chơi game với con trai mà mắc gì phải chơi game với con gái? Tại vì mấy nhỏ thích mình thì mình chơi thôi, chứ em cũng suy nghĩ gì sâu xa lắm đâu. Dạ không? Nó chỉ giới hạn là game thôi. Con trai sao nó không thích mình? Tại vì mình không thích nó. Trời ơi, gặp vậy là nhân vợ của Chí hiền quá, chứ gặp chị là chị không chịu á. Như cuộc đời em ít bạn lắm, em chỉ có em yêu nhỏ mà. Người yêu mới nhưng mấy người yêu cũ. Hả? Bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ không. Nói mong muốn luôn đi. Ít chơi game lại, kiểu quan tâm vợ hơn. Vợ kêu sẽ nghe. Dạ chỉ nhiêu đó thôi à. Có làm được không? Dạ được. Rồi bây giờ tới Quyết Chí đó.
cô ấy có những tật xấu gì? Nghi thì nóng tính lắm, như là cái nồi chảo, chảo dầu vậy đó. Ví dụ giống như là mình đi đâu đó mà điện thoại hết pin, cô này lại không tin là mình hết pin. Xong là về là hả, quần áo là đó là xếp sẵn hết rồi, xong rồi ly dị rồi các kiểu là làm cứ giờ 1, 2, 3 cái là bùng vậy, chứ không có nghe giải thích hay cái gì hết á. Dạ, rất là nhiều lần. Hỏi có la làng chửi nói không? Dạ không, vợ em im lặng lắm. Chỉ có nóng bùng 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 bên trong rồi đùng cái là bể rồi chứ. Lửa ngầm đúng không? Nhưng mà có bao giờ viết đơn chưa? Nói bằng miệng thôi, nhưng mà em viết. Em viết hả? Chồng viết đơn. Là viết đi cho bỏ ghét hả? Dạ, giờ làm nhiều lần quá mà mình không cải thiện được cái vấn đề đó là mình đi viết luôn. Mà cái đợt đó có đứa nào ký không? Chỉ có biết thôi. Đứa nói đứa viết mà dễ gì ký. Đưa ra một cái là bắt đầu run rẩy liền, run tay liền. Tôi đó, dạ tôi đưa cái tôi viết vô, tôi không ký. Còn tật xấu gì nữa không? Làm xiên hay làm biếng? Làm sạch hay làm dơ? Ở nhà mấy cái việc đó em làm hết mà sao nó kêu mới dơ ra? Ồ vậy hả? Dạ, giặt giũ rồi quét nhà, lau nhà, chăm con rồi đút con ăn, người này nọ cái kiểu làm hết. Ủa chị làm hết luôn à? Dạ. Ủa vậy cuối cùng bà có làm gì không? Bà làm đẹp. Tại vì dạ em kiếm tiền lắm cho nên là đang mang bầu á, cái xin em mở cái tiệm ở nhà đi. Mở tiệm ở nhà ra là làm suốt cho nên mấy vấn đề em làm hết. Rồi giờ mong muốn đi thay đổi điều gì chứ? Chỉ muốn là cái miệng bớt hổn thôi, cái miệng bớt hổn thôi. Đâu ba hổn sao nó nghe coi. Trời đất ơi, ba xả ra một cái rồi tao nói hả? Ví dụ xả ba lôi nguyên dòng họ rồi này nọ các kiểu rồi ba xả là đây là mỗi lần mà em đi đâu chơi với bạn là phải video call đó mở ra ngoài, cái bạn mỗi lần gặp nó là ghẹ hoài, mày nhắm mày về được không? Không thôi để tao qua đó tao lôi cái đầu mày về. Vậy xả luôn á? Dạ ba xả ghê. Nhưng mà là trước mặt bạn luôn hả? Dạ. Mà thiệt chứ không có giỡn đúng không? Dạ thiệt. Cái đó là thật xấu đó nghe. Là do ghen, đó là thật xấu đó. Do bực bội là tại đi uống với bạn hay là như thế nào? Do bực á chị, đi trễ quá không về cái em cũng lo. Trễ là tới mấy giờ? 11, 12 giờ rồi. Vậy là chưa trễ đâu, lố qua 12 giờ mới là trễ. Nhưng mà mỗi lần á bị xả như vậy á, cái cảm giác của Chí nó như thế nào? Cái chuyện mà vợ mình xả vợ nó không phải là gì ghê gớm nó đâu, cho nên là bình thường à. Bạn bè nó hiểu mình thì nó chơi tiếp. Có cảm thấy bị mắc cỡ không? Dạ không, cũng thấy bình thường. Vợ gia đình là trên hết. Nghi còn có cái tật xấu gì mà hơn tật đó nữa không? Không, mọi thứ hoàn hảo rồi. Dạ. Là chị có không kèm được cái cảm xúc. Bây giờ sẵn đây chị nói cái mong muốn bả thay đổi gì luôn đi. Em chỉ muốn là vợ em hiền lành một chút xíu, hiểu chuyện. Cái gì cũng vậy, dừng lại, suy nghĩ, suy ngẫm lại. Chứ không phải cái gì cũng sổ ra. Rồi mấy cái đó sau này nó không thể nào mà vơi đi được kiểu như vậy. Kiểu như là nó cứ ứ lại trong người. Mình làm không quá đáng như những gì mà người ta nói, mà người ta tự suy diễn ra. Chị thấy như vậy nè, cũng có những cái cặp vợ chồng á, người ta muốn được chia sẻ, cái gì là phải nói ra, nói liền không có để bụng. Nhưng mà chia sẻ ở như thế nào lại làm một cả một nghệ thuật. Dạ. Cái xả của Nghi không phải là sai, nhưng mà nó chưa đúng. Mình bực hay gì mình cứ nói: anh, sao giờ này anh chưa về, anh có biết là 11, 12 giờ em lo lắm không? Nó khác, đúng không? Làm chỉ giật mình liền chứ sao. Vậy là mình sai quá. Đó. Đúng không? Chứ còn á, khi mà Nghi xả theo kiểu đó thì Nghi sẽ xả được cái bực tức trong người của Nghi, nhưng mà cái cảm xúc của Chí nó sẽ lắng lại. Nó cứ như là nước mà lóng phèn á, thời gian lâu cái phèn, cái nước đục nó nhiều lên, thì đến một lúc nào đó nguyên cái lu đó, cái nước trong nó hết luôn. Nghi hiểu không? Tại vì tuổi của tụi em còn rất nhỏ cho nên là chưa đủ chín chắn. Nhưng rồi thì Nghi cũng sẽ hoàn thiện mình, dần thay đổi dần, bắt đầu tính từ hôm nay nha. Những cái gì trước đó phèn mà nó lóng lại rồi, có nhiều xả hết, bỏ, hiểu không? Không có lóng lại nữa, không có lóng lại nữa, bỏ hết đi. Thì Nghi bắt đầu thay đổi từ bữa nay nghe. Dạ. Cứ xả ra đi, không cần ấy, nhưng mà xả một những cái lời lẽ nó mỹ miều hơn, nó khổ nhục kế hơn, nó đắc nhân tâm hơn là ăn. Ok, rồi nha, cảm ơn hai em. Và em vào Facebook của Oscar thì em thấy cái hình nền á, là hình ảnh đang làm xe lăn cho những cái đứa chó mèo bị liệt. Thì lúc đó em mới kêu, vậy là cái người này là cái người tốt nè. Ai cũng nghĩ là tại sao con lại đồng ý làm bạn gái của Oscar chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Sao mà nó nhanh như vậy, có phải là hời hợt hay không? Thật ra không phải vậy, mà là con đã đi tìm kiếm người bạn đời trong 5-6 năm đó rồi. Và con biết là Oscar là đúng người. Con ngủ chung với mấy bạn này mà quên vợ luôn không? Thật ra là tối con với ảnh ngủ chung với mấy con này, mọi đứa một con. Tạm anh đang đi ôm chó vậy hả? Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, yeah. Xin mời. Xin chào. Wow, trời ơi. Wow.
Bây giờ trước khi giới thiệu tên của hai vợ chồng thì giới thiệu tên của hai bạn nhỏ này trước đi. Bé này tên là bé Na. Bé Na. Còn bé này tên là bé Thỏ. Nhìn cái xe này cái tự bị nhói tim á ha. Em ơi, tại sao lại là có những cái bánh xe gắn cho các bạn vậy? Tại vì mấy bạn này là bị khuyết tật á, không có xe lăn mấy bạn không có di chuyển được nên là chồng em làm xe cho mấy bạn này đi. Chồng em là người nước nào? Dạ người Colombia. Vietnam xíu. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em có thể nói về mình bằng tiếng Việt được không? Xin chào các bạn, xin chào Quốc Thuận. Em chị Hồng Vân. How are you? 45. What's your name? Oscar Fernando Ruiz Bonilla. Oscar Fernando. Rồi, mời em. Xin chào cô Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận. Con tên là Thư. Hiện tại con đang là bác sĩ đa khoa. Năm nay Thư con được 30 tuổi. Con không có làm trong bệnh viện mà là con làm ở phòng khám tâm lý tư nhân. Và thời gian ngoài đó thì con sẽ cùng với anh Oscar để làm xe lăn cho chó mèo, với lại phiên dịch cho ảnh để ảnh kết nối với những cái người Việt Nam làm thêm nhiều xe lăn cho mấy bé chó mèo bị liệt. Có nghĩa là ảnh chuyên về cái ảnh chăm sóc cho mấy bé này. Dạ đúng rồi, chồng con là hồi xưa khi mà ảnh đến Việt Nam thì là ảnh có một cái nhà hàng ở bên Thảo Điền quận 2. Thì thời điểm đó là ảnh có cứu hai em bé cuốn bị liệt và ảnh bắt đầu nghiên cứu làm xe lăn cho mấy bé đó đi. Thì sau này là có nhiều người biết tới á, nên là khi mà ảnh gặp con thì con hỏi ảnh là bây giờ công việc nào làm ảnh hạnh phúc hơn á, thì ảnh thích làm xe lăn hơn nên con là người ủng hộ ảnh để thay đổi cái công việc. Vậy hả? Trước tiên anh xin bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ đến với Oscar. Đây là một việc làm rất là tốt dành cho các bạn thú cưng. Và anh rất là cảm động, với cái việc làm của Oscar. Nhưng mà ảnh bây giờ còn làm nhà hàng không em? Dạ không, nhà hàng em đã kêu ảnh đóng cửa lâu rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện chính của chương trình. Đó là anh không biết rằng là em và Oscar là hai người gặp nhau. Cái cơ duyên là các bạn gặp nhau. Điều gì mà khiến cho các bạn lại cảm mến nhau? Thật ra là em gặp Oscar cũng là vì tụi em yêu chó mèo nên mới gặp nhau. Trước đây em có hai bé cún và tụi em sống ở một cái tòa nhà. Thì sau một thời gian thì tòa nhà đó là không có cho chó mèo ở nữa nên là phải di dời đi gấp. Thì lúc đó em rất yêu hai đứa nhỏ của em nên là em không có muốn là bỏ nó. Dạ không phải hai đứa nhà, hai đứa nó quậy quá em không cầm theo. Còn hai bạn này là em với anh Oscar cùng nhận nuôi sau này. Thì em lên cái hội yêu chó mèo, em đăng một cái bài là cần kiếm một cái nơi cho những cái em chó mèo của tôi ở. Ưu tiên là phải thân thiện với chó mèo tôi mới ở. Thì lúc đó Oscar là đang ở cái nhà đang kiếm người thuê. Oscar là người nhắn tin cho em để giới thiệu là Oscar có một cái căn phòng cho thuê trong cái nhà đó. Thì cái nhà đó là một cái villa trong một khu dân cư rất là yêu chó mèo. Thật ra lúc đầu Oscar nhắn em không có mở tin nhắn lên tại em thấy cái hình avatar mà còn là người lạ. Thì em tưởng là mấy người biến thái ở trên mạng hay nhắn tin rồi làm quen con gái nên em không có trả lời. Thế giờ không biết sao thì sau một ngày thì em mới suy nghĩ lại là thôi mình cứ mở ra coi là cái gì. Thì lúc đó em mở ra em mới biết là Oscar là người đi kiếm người cho thuê nhà. Và em vào Facebook của Oscar thì em thấy cái hình nền á là hình ảnh đang làm xe lăn cho những cái đứa chó mèo bị liệt. Thì lúc đó em mới kêu vậy là cái người này là cái người tốt nè. Em mới đồng ý gặp. Rồi lần đầu tiên gặp Oscar ngoài đời, ấn tượng gì về chàng trai này không? Lần đầu tiên em gặp Oscar là gặp ở quán ăn chay. Tại thời điểm đó là em đang ăn chay trường. Bây giờ cái quán đó vẫn còn là quán yêu thích của hai đứa. Ấn tượng đầu tiên của Oscar là ảnh đi trễ vì ảnh phải chở một chó đi bệnh viện. Ảnh tới ảnh xin lỗi mình rối rít là xin lỗi nha, tại con đó nó bị gãy chân rồi, bây giờ không chở nó đi là nó chết nên là phải chở đi. Thế là mình thấy không có giận vì người ta tới trễ mà mình nghĩ là vậy là cái người này thật sự là người ta rất là yêu thương động vật nên người ta mới làm vậy. Nên ấn tượng của con rất là tốt. Rất là tốt Oscar. Đúng không? Còn Oscar thì sao? Well, so one of my friend told me that one beautiful lady was looking for a place to live because she has problem with her animals. She has two dogs before she met me, and she was looking for a dog friendly place to live. So
when I check her Facebook, because of course I had to check it out, who is going to live in the house that I was in charge. So I check her profile on Facebook and I say, interested. She's a beautiful dog lover. Yeah, and if it's dog lover, it's a good person, of course, to come to live in my house. And when I saw her in the first time, she smiled with a big and beautiful smile. And I was like, wow, yes, it's so pretty. Yes. Bao lâu thì ảnh mới tỏ tình với Thư? Anh tỏ tình với em sau 24 tiếng đồng hồ. Anh tỏ tình với em sau 24 tiếng đồng hồ. Tụi con thì sao? Trước khi con gặp Oscar là trong một thời gian dài 5-6 năm gì đó là con không có hề có bạn trai chính thức. Ai cũng nghĩ là tại sao con lại đồng ý làm bạn gái của Oscar chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Sao mà nó nhanh như vậy, có phải là hời hợt hay không? Thật ra không phải vậy, mà là con đã đi tìm kiếm người bạn đời trong 5-6 năm đó rồi. Và con biết là Oscar là đúng người. Tại vì trong 5-6 năm đó thì em gặp gỡ nhiều chàng trai khác nhau. Và em không có đồng ý làm bạn gái của anh chàng nào hết. Vì em nghĩ là họ không phù hợp. Thì cho tới trước khi gặp Oscar một tháng là em đã biết được là mình cần một người như thế nào. Thế là em viết lên một cái bảng là người đàn ông mơ ước của tôi sẽ gồm 3 điều sau. Thứ nhất là phải rất yêu thương chó mèo và yêu nó giống như là tôi yêu nó vậy đó. Cái thứ hai là phải là người rất tốt bụng. Và cái thứ ba là phải là người hài hước. Sau đúng một tháng đó là Oscar xuất hiện, là em về em lật cái bảng nó ra coi là thấy đúng 3 điều luôn. Trang luôn không? Cái giai đoạn đó là cách đây bao lâu rồi hả Thư? Cách đây hồi năm 2019, trước khi dịch Covid xảy ra. Rồi. Đến khi dịch thì chắc chắn là các bạn có những cái khó khăn gì không? Dạ có chứ. Thời điểm đó là thì những khó khăn về tài chính rất là lớn. Lúc đó là cũng không có thu nhập, có một mình con đi làm thôi. Con lo hết cho cả nhà luôn, nuôi mấy đứa này đầy đủ hết luôn. Thì tốn kém lắm đúng đó. Rồi và lúc đó là ảnh đóng cửa nhà hàng, là ảnh có thiếu nợ nữa. Thì ảnh không có nói với con là ảnh thiếu người ta, tại con thấy ảnh buồn. Cái mình hỏi là cái gì vậy, sao mắc gì buồn? Cái ảnh mới nói là tại bạn Oscar kêu là Oscar gửi gửi tiền cho bạn đó, nhưng mà Oscar chưa có gửi, để vài bữa Oscar gửi. Lúc đó thì con cũng có một cái số tiền để dành. Thì lúc đó là con lấy hết cái tiền để dành nó ra, đưa cho bạn ảnh để trả cái nợ đó cho ảnh. Mà nhớ là hồi đó có 30 triệu. Thì giống như là mình đầu tư có lời á, hồi đó mình đầu tư 30 triệu, nhưng mà bây giờ tiền của ảnh là mình giữ hết. Nghĩ là quá lời rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ đã là ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ là gần 3 năm, từ năm 2019 tới giờ. Vậy 3 năm ở với nhau thì Oscar có những cái tật xấu gì không? Cái tật xấu của ảnh á là ảnh rất là ai xì hơi luôn á, mà cứ mỗi lần ảnh xì hơi ảnh đổ thừa mấy con chó không à. It's not true. Vậy là cái tật đổ thừa. Đổ tội, đổ thừa. Đổ thừa. Đó. Rồi gì nữa? Tối con ngủ chung với mấy bạn này mà quên vợ luôn không? Thật ra là tối con với ảnh ngủ chung với mấy con này, mỗi đứa một con. Tạm anh đang đi ôm chó vậy hả? Đúng rồi. Chà, không ôm nhau luôn. Lâu lâu là có ôm nhau, thì mỗi lần hai đứa ôm nhau là mấy con này nó nhảy cà dựng lên, nó không cho ôm, nó cứ chen vô chính giữa em, nó không cho ôm. Không biết là tính ở nhà có bừa bộn, có ở dơ hay là có gì không? Ảnh rất kỹ tính. Thí dụ nè. Ảnh kỹ tính, ảnh rất ngăn nắp. Ảnh muốn là nhà ông nào cũng phải thơm, tại ảnh sợ là lỡ hàng xóm đi ngang qua nhà mình mà nghe mùi chó mèo người ta không thích. Nên là một cái nhà mà tới 4 cái máy xông tinh dầu từ trên xuống dưới, cây lau nhà riêng, rồi cây lau cho mấy đứa này là riêng. Rồi nhà tới 4 cái máy giặt lận. Một cái là để giặt đồ cho con với ảnh, rồi một 3 cái còn lại là giặt đồ cho mấy đứa này chia ra để không có dơ đó. Kỹ lắm, đồ là phải ngăn nắp, cái ra giường là phải, cái ra này là phải đi với cái gối này, đồ quần áo là phải thơm. Không, vậy là cái kỹ đó là tốt chứ không có xấu miếng nào. Rồi. Có ghen không? Quá có ghen không? Bây giờ hỏi có ghen không? Đó. Ghen hả? Oscar có chế lời xong, ảnh nói với con là ảnh không có ghen, mà thiệt là lâu lâu mình đi chơi thì thấy ảnh gọi, ảnh hỏi thăm vậy thôi chứ cũng không có ghen. I am jealous I think, but I can't control. And also because Joy is a very serious person, I think she never gave me any reason to be jealous that way. It's easy for me to control that thing. Thật ra là con cũng không có làm gì cho ảnh ghen hết trơn. Có mấy lần là đi ra ngoài chơi với bạn, hoặc là đi quán bar với bạn,
thì mình cũng mặc đồ đẹp, thì ổng cũng chọc, ổng nói là trời sao mà mặc gì mà đẹp như vậy, đừng có uống bia hay uống cái gì ai mời đó nghe. Thì ảnh chỉ nói vậy thôi. Rồi thì con đi tới đâu cũng gọi video về cho ổng coi mặt, nên cũng không có gì ghen. Con thì sao, con hỏi anh đi, em có cái điều gì làm anh chưa vừa lòng không? Baby, do I have anything that make you don't feel okay, like you want me to change? Just a little or one small detail is sometimes I just think that you can take care of home a little bit more, a little bit better. I mean like supervise what the maids do. But I understand that she is busy. She is always busy. She is my right hand. She has to do many things. She has to handle many, many activities. So that's why I think I can still be okay with that small situation. That is the only thing that maybe I want to change. But actually, I think everything what she represents is very good for me. Rồi, còn Thư thì Thư mong muốn anh thay đổi điều gì? Oscar hả? Con cũng thấy Oscar vậy được rồi. Không muốn thay đổi gì hả? Tại vì giờ con thấy con sướng rồi. Thật ra Oscar rất là chiều. Muốn làm gì Oscar cũng cho làm hết trơn. Muốn đi đâu chơi cái nói Oscar, cái Oscar lấy xe chở đi. Con muốn gửi tiền về cho nhà con á. Cái Oscar kêu gửi lẹ đi, muốn gửi nhiều gửi thêm đi. Gửi ít quá. Rồi con là người ít mua quần áo tại không có thích xài tiền, tiết tiền. Mà Oscar là người thúc đi mua, kêu rủ bạn đi mua, đi lựa đồ cho bà mặc đi cho nó đẹp. Nên là giống như giờ gì cũng có chân nên cũng không biết không là đổi muốn. Thật ra hai vợ chồng không ai mong muốn người bạn đời mình thay đổi gì hết. Dạ. Cứ giữ nguyên vậy đi. Dạ. Nhưng mà anh thì anh mong muốn rằng là tất cả cái thời gian sắp tới mọi thứ nó sẽ thuận lợi. Dạ. Thứ nhất là trong công việc của hai vợ chồng sẽ ngày càng tốt hơn. Dạ. Cảm ơn anh Quốc Thuận. Cũng cái duyên đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1,000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Trao nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó. Ở dưới quê mà chị, đối diện đồng ruộng, mũi nó cũng chích. Chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo này. Và mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dân Trung Quyền. Xin chào hai em. Dạ, em chào. Trời mới bước ra tưởng diễn viên Kim Huyền không à. Ờ vậy hả? Em biết chị không? Kim Huyền không? Cái chị nhỏ, cái chị nhỏ mà con. Cao đúng cao rồi, nhỏ đó, nhỏ nhỏ đó. Dạ. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huỳnh Thế Hiển, em đang kinh doanh và phát triển thương hiệu gạo. Rất vui được đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và đây là Thiện Hề của em. Thế Hiển ở đâu? Dạ, bên em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hiển nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Thôi con mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huyền Trân, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là luật sư tư vấn về doanh nghiệp. Cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau năm lớp 11. Mà thật ra là cũng không có gặp nhau, mà lúc đó là em thì em học A1, bạn học A4, tức là tụi em học chung trường cấp 3. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, tụi em ở Gò Công, Tiền Giang luôn á. Dạ, em với bạn có một cái bạn chung. Hiện thì chủ đích là muốn nhắn tin cho cái bạn đó. Hồi xưa cũng là crush năm cấp 2 nhưng mà không có quen, nên là lên cấp 3 thì mới liên lạc lại. Thời đó thì điện thoại di động nó cũng chưa có phổ biến á. Tụi em cũng mới xài và Hiển nhắn tin cho em là: Bê ơi, Hiển nè, có khỏe không? Là Trân ơi, Hiển nè đó đúng không? Lúc đó em nghĩ là như vậy. Hiển cũng tên là đồ chữ cái tên là T luôn. Dạ, lúc rồi, lúc đó Thảo. Em nghĩ là bạn bạn của bạn Trân. Dạ, dạ. Ủa nhưng mà là Hiển cũng mất, có số của bạn này luôn. Dạ, không, mất liên lạc của với đúng bạn rồi, Thảo đúng rồi. Nhờ qua điện thoại của bạn Trân. Còn em thì em tưởng bằng này là bạn Hải lớp em, cho nên là hai đứa nhắn tin qua lại. Thì hôm sau bạn hỏi là hôm nay có đi học không tê, dạo này sao rồi. Cái em mới thấy là ủa sao có gì đó sai sai, học chung lớp với em thì tại sao lại hỏi bạn là có hỏi đi vậy? Học không mà còn hỏi là dạo này sao nữa. Em mới nói là ủa vậy H là ai vậy. Em bạn này nói là ủa Hiển nè. Hiển nè. Thôi. Sau khi phát hiện là nhắn lộn tin rồi sao nè?
Dạ thì lúc đó nghĩ là thôi cũng cái duyên, đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1.000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Nhóm lại là do tiết kiệm, xả uổng. Uổng, hết 100 tin nhắn. Dạ. Nhắn xả vàng luôn, ai ngờ dính luôn. Ai ngờ dính luôn. Sau đó thì bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là quen hẹn nhau. Hẹn hò nhau lần đầu tiên á. Tụi em quen thì cũng lâu, mà thời gian hẹn hò chính thức á, xác định chắc ngày hôm ngày sinh nhật của Trân. Hôm đó thì em có ra ngoài nhà Trân, cũng trời mưa tối phập phùng, em thì cũng có chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trân. Thằng bạn em nó chở em đi từ nhà em ra nhà Trân cách khoảng 5 km thôi. Hôm đó là ở ngoài em là ngoài đồng trống á, cũng vắng vẻ lắm mà cũng sợ ba mẹ em phát hiện. Cho nên là ảnh bắt cái thằng đó ở nút cái lùm tuốt đằng xa, còn ảnh đi bộ vô. Xong hai đứa em tặng quà thì em cũng có chuẩn bị là cầm dây chuyền, xong cầm dây chuyền nhỏ là trao qua cổ, xong rồi em hôn Trân. Cái tuổi đó mà xong giàu dữ vậy. Là dây chuyền bằng bạc thôi. Ủa lúc đó là tụi em là học lớp mấy rồi? Lớp 12. Dạ, lớp 12. Mới 12 là sao giàu quá vậy? Dây chuyền bạc cơ mà. Trời, nhưng mà dây chuyền bạc nó tiền nhiều lắm á. Đúng là cái tư tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Dạ. Ảnh không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ, mà ảnh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đâu đời của em. Sợi dây bạc đó nó mới xứng tầm với cái nụ hôn đầu đời khi mà anh đi cướp của người ta. Đúng là ăn khế trả vàng đó. Dạ đúng rồi. Rồi sao, được không? Thì cũng được. Trao nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó. Ở dưới quê mà chị, đối diện đầm ruộng, mũi nó cũng chích. Mà thằng bạn em á thì nó nằm trong lùm, núp trong lùm á, nó chờ. Xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Nó chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Mình say nhau, nhưng mà tội nhất là bạn á. Dạ, đúng rồi. Chắc về mặt phim ảnh á, thì hơi lãng mạn đúng không? Dạ. Nụ hôn đầu đời ở cái chỗ đồng không mong quạnh. Cái mầm phối luôn á, nhái đồ rồi. Dạ, chó sủa đồ. Tụi em đứng đó chó sủa dữ lắm. Tính tới luôn đi. Dạ. Tính từ cái nụ hôn đầu tiên là hai đứa chính thức quen nhau, rồi đến bao lâu thì mấy đứa mới cưới? Tụi em có một lời hẹn 10 năm. Wow. Ủa tại sao lại tới 10 năm dữ vậy? Tụi em định hình là phải trở thành một người có công ăn việc làm tốt. Dạ. Rồi có thu nhập thì mới kết hôn. Và em rất là mong muốn là có một cái đám cưới thật là hoành tráng lung linh như ý. Dạ. Và phải bằng tiền của mình, cho nên là phải có một cái thời gian để chuẩn bị cái điều đó. Vậy anh đoán nha, chắc tụi em cũng mới cưới thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới cuối năm 2020. Như vậy là các bạn quen nhau là lúc đó các bạn 17 tuổi. 17 tuổi, hẹn nhau 10 năm mới cưới. Dạ, tức đúng. Là đến 27 tuổi các bạn mới đám cưới. Dạ đúng rồi. Như vậy các bạn chịu không nổi, các bạn đã cưới sớm 1 năm. Dạ đúng rồi, đúng tại không? Vì quen á là quen đầu năm 2020. Đó coi, ông tính dữ vậy. Đúng rồi, ông đã quen nhau 9-10 năm thôi cũng được rồi. Dạ. Coi như trong suốt cái thời gian mà hai đứa quen nhau là gần 9 năm rưỡi á, cứ êm đềm vậy hay có sóng gió gì không? Đó. Có kẻ thứ ba nhảy vô nhảy ra không? Kẻ thứ ba thì không bao giờ có. Nói chung là có gặp khó khăn gì không? Đó. Dạ. Nếu mà khó khăn thì có. Dạ, khó khăn thì có lẽ là thời điểm mà sau khi tốt nghiệp của Trân và em thì chỉ tốt nghiệp khoảng 1 năm vì em nợ bằng anh Văn. Trong quá trình đó thì vợ chồng em cũng có hay xảy ra cơ bản là xích mích về buồn vui về việc Trân đi làm, tiếp xúc với mọi người. Em thì ghen không, em không ghen, em thì lại là vui chơi nhiều hơn. Em chỉ học anh Giang thôi. Thời điểm học anh Giang có 2-3 ngày, thời gian còn lại thì hầu như là em đi chơi. Đi vui chơi. Đúng rồi, đi vui chơi. Ham chơi. Dạ đúng, hơi ham chơi. Khúc cuối tốt nghiệp đại học thì Trân nhìn đi nhìn lại các bạn bè xung quanh ra trường có tiền, trong khi đó em hơi bị èn cái khúc đó. Trân có động viên, có chia sẻ với em là không có bằng tốt nghiệp thì vẫn đi có thể đi xin việc được. Hồi xưa em cứ nghĩ là có bằng tốt nghiệp mới đi xin việc được. Thì bản điểm đã đầy đủ hết rồi, nhưng mà chỉ thiếu bằng anh Văn. Nhờ Trân động viên thì em nộp CV, Trân viết CV cho em nộp CV lên một công ty. Thì cũng cơ may mắn là cơ duyên là có thể là năng lực cũng cơ bản bản thân thì nộp CV với CV công ty ban đầu phỏng vấn thì em đậu luôn. Dạ em chém gió CV nhiều. Bên công ty làm đẹp em cũng rất tự tin rồi, tự tin cơ bản rồi nhưng mà chưa hài lòng với công ty đó. Thì mong ước của em là tìm một công ty nào đó liên quan tới ngành lương thực thực phẩm để em phải về phát triển chung của gia đình em. Dạ thì 1-2 tháng làm mà bên kia có một công ty phỏng vấn đầu ngành của ngành gạo, em cũng đậu vào. Rồi bây giờ, rồi bây giờ đã vô tới cái hôn nhân nè. Có nghĩa là rồi, ở ra cái quen nhau 10 năm nè, ở bên nhau là 4 năm, 5 năm, 2 năm là coi như là vợ chồng với nhau. Bao nhiêu tật xấu nó có lòi ra hết không em? Dạ thì thật ra em với ảnh thì ở chung nên em cũng chấp nhận được hết mấy tật xấu của ảnh rồi. Thì từ từ tụi em sửa với nhau, góp ý với nhau. Mình vô thẳng luôn đi em. Nó là không bị vô thẳng vô luôn, ổng có những tật xấu gì? Tật xấu bị bộ.
không? Rồi có nhậu nhẹt không? Có mê game không? Đi ăn vặt vô địch luôn á. Vậy hả? Ví dụ nào? Ăn vặt dễ thương mà, chị cũng ăn vặt mà. Không, dạ, nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình chị. Ví dụ như ảnh đi đá banh về khoảng 8-9 giờ á, là ảnh sẽ xách bánh kem, đậu hũ, bánh tráng trộn, cháo tét gì đó. Rồi bắt đầu ảnh ngồi năn nỉ là em ăn với anh đi, anh buồn quá. Xong kéo đầu là mình thì có lúc mình cũng giảm cân mà ảnh cứ vậy đó. Tức là gì nè, nếu mà ăn một mình không nói, nhưng mà cuối cùng em có ăn không? Ăn sao mà ăn? Không đặng. Vậy em dụ chị thử chị ăn không? Thôi, em chỉ để. Chị dụ em có ăn. Em cũng ăn à. Rồi bây giờ còn thằng gì nữa nào? Chưa có con, rồi buổi tối về thì cũng không làm gì. Nên là đôi khi ảnh cũng có thích đi chơi với bạn. Thì ảnh nghĩ chuyện đó rất là bình thường. Ảnh không bao giờ ngăn cản em đi chơi và cũng không có bao giờ hỏi em mấy giờ về hết. Anh cũng nghĩ là chuyện đó rất là đương nhiên. Hai đứa chưa có con à? Dạ chưa, tụi em chuẩn bị có. À, chuẩn bị có con. Mong muốn thay đổi luôn đi. Bây giờ sẵn vậy vợ mong muốn chồng thay đổi điều gì đó hoàn hảo hơn. Dạ, so với anh của 10 năm trước thì mọi thứ nó đã đi theo cái hướng mà em mong muốn. Tất cả những cái kế hoạch mình mơ ước thì nó đều đã thành sự thật hết rồi. Bây giờ thì mình biết tiếp chương tiếp theo 10 năm nữa thì sẽ có những cái vai trò mới làm cha làm mẹ. Em hy vọng là anh sẽ nỗ lực nhiều hơn vì gia đình của mình và để tâm nhiều hơn tới cảm xúc của em. Có đôi khi là nếu mà em trở thành mẹ thì có thể là cảm xúc của em nó sẽ vượt tầm kiểm soát của em vì có những áp lực, có những cái sự thay đổi về bên trong cơ thể. Thì anh hãy hiểu và quan tâm đến em hơn. Nói trước đó. Đừng vô tâm nữa. Đó. Rồi bây giờ tới Hiển đó. Vợ em thì nếu có tật xấu thì em nghĩ là chứng bệnh hoàn hảo của anh. Và em có lên kế hoạch, thí dụ có đi đâu làm gì phải lên kế hoạch từ chi tiết. Nếu mà quá tốt. Cái gì nó không đạt như kế hoạch thì vợ em buồn. Mà tự em buồn. Không có đưa ra giải pháp khác à? Luật sư mà em lên kế hoạch hết trơn mà chi tiết. Anh vẫn buồn. Nhưng mà vẫn buồn. Nên nó bớt đi sự hoàn hảo đi một tí. Bớt hoàn hảo đi thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng rồi. Em thấy mọi thứ không hoàn hảo thì em tự buồn vậy đó. Chứ thực ra thì nó cũng có gì để đáng buồn đâu. Thật ra này nó là tốt hơn so với bình thường. Dạ. Bây giờ mong muốn cái gì? Giờ mong muốn thì vợ em bớt đi sự hoàn hảo tí thôi. Bớt đi cái sự hoàn hảo xí thôi. Rồi bây giờ hôm nay nhân sự kiện mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, Hiển có cái điều gì muốn nói với vợ hay không? Em cũng biết rồi. Trong khoảng thời gian qua thì từ ngày lấy em thì anh cũng đã cơ bản là về mặt kinh doanh, mặt tài chính thì anh cũng cố gắng sắp xếp để hỗ trợ cho gia đình chúng ta sau này. Mong là hai vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Dạ. Giơ tay ra. Trời ơi. Thôi thiệt rồi. Đã đến lúc rồi. Các em cần phải có thêm một thành viên mới trong gia đình. Dạ. Và anh chúc cho hai vợ chồng nghe. Sau chương trình này về sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, sẽ thương nhau nhiều hơn nữa và đặc biệt là trong vài tháng sau là các em sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Và qua năm sau, năm mẹo, các em sẽ chào đón một thành viên mới thật là tuyệt vời, khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn Xin chào anh. Cảm ơn chị. Xin chào. Chúc hai đứa tội nguyện nha.